rồi. Ủa không đâu được bán cái ta bán cho em ổn đi đợi mà mưa gió mà đi bán cái mưa mưa bão đi bán. Mưa mưa này nó bụng máy cũng bị được. Mưa lớn quá con không đi hết nhà nước mưa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi đang bán cái gì nắng nhầm lúc mưa. Mưa trời mưa bão có đi bán mày đó anh. Sao cái này bán ô à, bỏ bê thịt đi. Mưa gió tầm tã ngập hết mà cũng đi bán hả? Cái này mưa có về nghỉ sớm không anh? À, hết mày mới về hả? Sợ bánh mì còn mà đem dễ mềm hả? Không có trứng không? Ờ, anh em mình thịt hả? Này đa số anh bán xong mà bán làm sao phải hâm nóng cho ta hâm cho nó giòn thôi. Đúng rồi, dạ, anh kia bỏ không có hâm hầm này mềm thấy ngon. Quay cảnh mưa rồi đó. Thấy mưa mới ngồi ngồi ô tô mát mẻ có mấy người đi bán gì cực. Rồi, cảm ơn anh. Quá cực luôn cực. Đúng rồi. Mưa vậy mà không bảo mưa đi bán anh không đéo mưa theo hả trời. Ừ đúng. Ôi đi bán trước giờ khi nào đang bán gặp mưa vậy mà gặp hoài à. Nắng mưa là của trời nó thích nó nắng nó thích nó mưa nha. Mình đâu cản được nhiều khi đi bán mà gặp gì mưa nhiều khi dài cũng bệnh các bạn mà như khi quen cũng không sao đâu mà đang nãy đang nắng đó bộ đang mưa lớn rồi rồi cảm ơn anh. Thank you.
Ủa đi à? Nhiều. Nhiều. Ủa? Trời ơi,